Đây là tuyến đường Nguyễn Văn Thoại, một trong những tuyến đường du lịch bậc nhất kết nối từ trung tâm thành phố đến khu vực biển Mỹ Khê. Và sản phẩm hôm nay nằm trên tuyến đường Thạch Lam. Đây là một tuyến đường cách bãi biển Mỹ Khê chỉ 400m. Thế Nghĩa đang đi trên tuyến đường Thạch Lam, một trong những tuyến đường cắt với đường Nguyễn Văn Thoại giao đến đường Tô Hiến Thành. Từ vị trí này thì chúng ta sẽ đi ra khu vực biển Mỹ Khê chỉ đâu đó tầm chưa đến là 400m thưa các anh chị. Chứng tỏ là tại khu vực này chúng ta có thể kinh doanh các loại hình về uh, dịch vụ, uh, ăn uống hoặc là lưu trú dành cho khách nước ngoài. Và đây là một tuyến đường rộng đến hơn 4m với đường được đổ nhựa. À. Đây các chị có thể thấy theo hướng tay Thế Nghĩa nhìn ra là chúng ta có thể thấy các dòng xe cộ đi ngang uh, từ đường Nguyễn Văn Thoại. Và đây là một cặp đất với tổng diện tích là 181 m vuông với chiều ngang lên đến là gần 10m ở mặt trước. Và phía sau thì chúng ta sẽ nở hậu lên đến hơn 10m về mặt ngang, về nở hậu Và chiều dài là gần 19m Với địa thế này thì thiên nghệ tin chắc rằng chúng ta có thể đầu tư bất động sản Hoặc là về kinh doanh xây dựng uh, cao tầng để có thể kinh doanh các loại hình liên quan đến lưu trú Và muốn cho khách du lịch ở thành phố Đà Nẵng với một vị trí đắc địa Và với giá trị là 11 900 uh, cho cặp đất này có thể được thương lượng với chính chủ thưa các anh chị nếu các anh chị có nhu cầu về một sản phẩm tại khu vực biển Mỹ Khê với cái diện tích lớn cũng như là mức giá trị vừa phải thì xin mời các anh chị hãy liên hệ với thế Nghĩa theo số điện thoại được hiển thị bên trên phần màn hình xin cảm ơn các anh chị đã xem hết video này xin chào và hẹn gặp lại.